mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020, khẳng định một nhiệm kỳ thắng lợi với nhiều dấu ấn quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Cập nhật thông tin về vụ sập giàn giáo ở thành phố Vị Thanh, làm một người chết và hai người bị thương. Liên quan vấn đề này, tiết mục đại biểu với cử tri sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp cùng với Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hậu Giang về việc chấp hành quy định về an toàn lao động cũng như bất cập trong công tác kiểm tra xử phạt. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay, thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2015, quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020 là mục tiêu quan trọng mà Đảng bộ thành phố Vị Thanh đề ra trong nhiệm kỳ mới 2015-2020. Nội dung này đã được thông qua tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong ngày hôm nay. Đến dự có ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các lãnh đạo các ban xây dựng đảng, huyện, thị, thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và 249 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.200 đảng viên trong thành phố đến dự. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội là kết quả nổi bật của Đảng bộ thành phố Vị Thanh trong nhiệm kỳ qua, khi địa phương đã huy động nguồn vốn xã hội gần 23 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với đầu nhiệm kỳ, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng trên 16%. Cùng với đó, địa phương đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới ở hai xã Tân Tiến và Dị Tân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 3%, nâng giá trị tăng thêm bình quân đầu người trên 88 triệu đồng một người, tăng gần 3 lần so với năm 2010. Về xây dựng hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được trên 1.000 đảng viên. Đảng bộ thành phố được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đó là sự đoàn kết nhất trí của đảng bộ và thực hiện tốt cái nguyên tắc tập trung dân chủ. Từ đó mà lôi kéo, lan tỏa ra, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Việc thứ hai là trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện là biết chọn cái khâu đột phá, có chọn trọng tâm trọng điểm, quyết tâm thực hiện dứt điểm mà từng khâu. Thứ ba là phát huy được cái dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong dân. Từ đó các cái phong trào cách mạng ở địa phương, đặc biệt là trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới hay cái xây dựng cái phường văn minh đô thị thì được người dân đồng tình ủng hộ. Phát biểu tại đại hội, ông Trần Công Chánh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, thành phố cần đề ra chỉ tiêu nghị quyết sát hợp thực tế để thành phố giữ vững vai trò là địa phương đi đầu trong việc xây dựng phát triển tỉnh Hậu Giang, phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trong năm 2020. Lưu ý phát triển thành phố cần tập trung đẩy mạnh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu sắp xếp tổ chức chu đáo khu vực dịch vụ thương mại ngày càng văn minh và hiện đại hơn. Trong đó cần lưu ý phát triển thương mại, dịch vụ phải gắn kết với các yếu tố hạ tầng kỹ thuật, xây dựng những tuyến đường giao thông, những tuyến phố chuyên danh để dần hình thành diện mạo của một đô thị văn minh và phát triển. Đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 42 đồng chí và đề ra định hướng nhiệm kỳ 2015-2020 với 16 chỉ tiêu nghị quyết quan trọng. Trong đó, tập trung xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại 2, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh học hóa hoạt động quản lý. Trong phiên họp ngày mai, đại hội sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên và thông qua các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới. Sau 3 ngày làm việc, sáng nay, Đại hội Đảng bộ thị xã Ngã Bảy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức bế mạc. Thành công của đại hội là bầu ra được ban chấp hành nhiệm kỳ mới và thông qua nghị quyết đại hội với nhiều mục tiêu, định hướng quan trọng.
Trong phiên làm việc sáng nay, đại hội đã ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 43 đồng chí, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 23,2%. Ông Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, phó bí thư thị ủy Ngã Bảy, đắc cử chức danh bí thư thị ủy Ngã Bảy, nhiệm kỳ 2015-2020, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm 100%, trong tổng số 249 đại biểu chính thức. Đại hội cũng bầu ban thường vụ gồm 13 đồng chí, trong đó có 2 nữ, bầu các chức danh phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Tại phiên bế mạc, đại hội cũng đã thông qua nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thị xã Ngã Bảy lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Với phương hướng, mục tiêu phát triển trong 5 năm tới là Ngã Bảy phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hậu Giang. Cũng trong sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 dưới sự chủ trì của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tham dự tại điểm cầu Hậu Giang có ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều địa phương còn tích cực triển khai đầy đủ chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, tiếp tục vận động đấu tranh, khắc phục những hậu quả của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, giúp nạn nhân chất độc da cam từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Tại Hậu Giang, việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn được thực hiện đúng quy trình công khai, theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Qua đó giúp khuyến khích người dân tự hiến đất, hoa màu, ngày công lao động, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi theo chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, địa phương còn chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt trên 90%. Đặc biệt, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe và giải quyết nhiều vướng mắc của bà con. Song song đó, đơn vị đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang thực hiện tiết mục đại biểu với cử tri, tháo gỡ kịp thời những bức xúc trong đời sống dân sinh. Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Giám đốc Công an tỉnh với cán bộ chiến sĩ với chủ đề hướng tới Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi đối thoại, sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2010-2015 và quán triệt về tiêu chuẩn cơ cấu ban hành nhiệm kỳ mới, cán bộ chiến sĩ thẳng thắn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị đề xuất của cá nhân, đơn vị trong quá trình công tác. Trong đó, nhiều câu hỏi chủ yếu xoay quanh các vấn đề về công tác đào tạo cũng như điều kiện sinh hoạt. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu và trả lời một cách cụ thể, qua đó giúp cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ hơn, tạo sự an tâm trong công tác. Thưa quý vị và các bạn, như thông tin chúng tôi đã đưa, vào lúc 15 giờ 30 phút chiều hôm qua ngày 8 tháng 7, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra một vụ sập giàn giáo trong lúc thi công tầng 4 của căn nhà tại thành phố Vị Thanh. Đến thời điểm này, số người tử vong đã là một người và hai người bị thương. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nhanh chóng vào cuộc để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Và thưa quý vị, bất kỳ một vụ tai nạn nào thì đằng sau đó vẫn luôn là nỗi đau và sự mất mát lớn của gia đình. Trong ngày hôm nay, phóng viên thời sự đã kịp đến với gia đình của nạn nhân và có ghi nhận sau đây. Là trụ cột chính trong gia đình, nuôi vợ và hai con nhỏ, tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của anh Nguyễn Văn Lộc. Giờ cuộc sống của chị và hai cháu nhỏ càng thêm chật vật khi hai cháu đang tuổi ăn tuổi học.
Còn đây là ngôi nhà của anh Dương Quốc Thái tại phường 4, thành phố Vị Thanh. Do bị chấn thương nặng nên anh Thái đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Căn nhà tạm bợ là nơi trú ngụ của 5 người. Giờ đây căn nhà trở nên vắng vẻ. May mắn hơn anh Lộc và anh Thái, hiện chị Nguyễn Thị Thùy Duyên đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Sức khỏe đã dần ổn định. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đất vườn, nên hai vợ chồng chị Duyên phải làm hồ để nuôi hai con ăn học. Mặc dù chỉ bị thương ngoài da, giờ đây thu nhập gia đình hầu như không có. Chăm sóc chị tại bệnh viện cũng là một trong số 7 công nhân đang thi công ở tầng 4, bất ngờ dàn giáo sập xuống. Đến giờ anh vẫn còn bàng hoàng và không khỏi lo âu. Chồng làm thì chạy xích hầu, thì cũng anh em làm vòng đó. Rồi đang làm thì chạy xích hầu, đổ hồ đó, rồi nghe gãy dàn giáo thì quay lại thì thấy vợ xuống dưới đất rồi. Thì cũng nguy hiểm mà, tại vì công việc phải gắng làm thôi. Tại vì nghèo khổ rồi có cái nghề này phải làm, giờ cho người khác biết nghề đâu làm. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là một số cây ben kết nối dàn giáo với tầng 4 của ngôi nhà bị mục. Lúc đó, 7 công nhân đang xây dựng nên 5 cây đã bị gãy dẫn đến sập dàn giáo. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cho rằng hệ thống dàn giáo không đảm bảo an toàn, một số cây ben đã mục, sử dụng dán ép, cớp pha, làm sàn, không có thiết bị bảo hộ cho công nhân. Trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang của chúng ta và đặc biệt là thành phố Vị Thanh thì đang có rất nhiều các cái công trình đang xây dựng. Thế thì cái việc đảm bảo an toàn và đặc biệt là an toàn lao động ở trên các công trình cao phải được đặt lên hàng đầu. Phải tích cực kiểm tra về vấn đề giấy phép hành nghề của các nhà thầu và các cái biện pháp đảm bảo an toàn cho lao động trong các cái lĩnh vực xây dựng. Trong đêm, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hậu Giang đã có mặt để tiến hành tháo dỡ dàn giáo, thu dọn các vật cản, tránh gây tai nạn cho người dân qua lại. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn công an Hậu Giang tiến hành biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân gây tử vong của anh Lộc. Qua điều tra bước đầu, thầu xây dựng là ông Võ Anh Tuấn, không có bất kỳ loại giấy phép nào. Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Theo thống kê, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm chết 3 người, chưa thống kê số người bị thương. Khi mỗi vụ tai nạn xảy ra, nhất là tai nạn trong xây dựng, luôn để lại hậu quả hết sức nặng nề. Thế nhưng, việc đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tại các công trình vẫn còn lơ là. Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý phải cần được siết chặt. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn luôn là mối đe dọa thường trực đối với người lao động khi môi trường làm việc không đảm bảo an toàn. Và vụ sập dàn giáo vừa xảy ra không chỉ khiến dư luận băn khoăn mà còn đặt ra nhiều vấn đề đối với ngành chức năng quản lý và đơn vị sử dụng lao động. Liên quan đến nội dung này, trong tiết mục đối thoại trực tiếp đại biểu với cử tri hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Phạm Hồng Vũ, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đều đề ra chủ đề phát động toàn dân hưởng ứng an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nhằm kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân và đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt các nguyên tắc trong an toàn lao động. Tuy nhiên, trong thực tế, tai nạn lao động dường như vẫn không hề giảm. Và trước khi đi vào buổi trao đổi ngày hôm nay, mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi đoạn clip sau đây. 19 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2013, dàn giáo công trình xây dựng trụ sở nhà máy giấy Lion Ben tại huyện Châu Thành bất ngờ bị sập. Vụ tai nạn đã khiến một người tử vong tại chỗ và 17 người khác bị thương.
đến tháng 12 năm 2013, 4 người trong một gia đình đã chết trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Citin Hậu Giang. Riêng trong năm 2014, thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hậu Giang, toàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ tai nạn lao động. Và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, 3 vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra làm 3 người chết. Mới đây nhất là vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng nhà, khiến 3 người rơi xuống đất. Thưa ông, vì sao các cơ quan chức năng đã đưa ra rất nhiều giải pháp nhưng tai nạn lao động vẫn tăng? Như các anh chị đã biết, mặc dù là các cơ quan chức năng đã đưa ra rất nhiều giải pháp, tuy nhiên là tai nạn vẫn tăng, nhưng mà xét về cái tình hình phát triển kinh tế xã hội, do là nhiều cái đơn vị doanh nghiệp hoạt động đó. Do đó là xét về tần suất tai nạn lao động thì không tăng, tuy nhiên là do tai nạn lao động xảy ra thì có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như là do công tác tự kiểm tra để xác định các cái yếu tố nguy hiểm tại các doanh nghiệp cũng chưa được đáp ứng theo yêu cầu. Cái thứ hai nữa là cái giám sát đánh giá các cái yếu tố rủi ro trong quá trình lao động cũng chưa có đúng mức, mà từ đó mà chưa đưa ra các cái biện pháp để mà giải quyết các cái mối nguy hiểm nó kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động. Và cái thứ ba nữa là chưa có đánh giá được các cái yếu tố nguy hiểm tại cái nơi làm việc để mà từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh, mà cái khâu mà phát hiện kiểm soát được các cái nguy cơ xảy ra tai nạn chủ yếu là do người sử dụng lao động và người lao động ở tại nơi làm việc, mà người đó đã làm việc, thì trên cơ sở làm việc người ta xác định được cái yếu tố, mà từ đó ta đề ra các biện pháp khắc phục được cái yếu tố nguy hiểm để bảo vệ tính mạng cho mình. Ông có ý kiến gì khi dư luận cho rằng nguyên nhân một phần là do chế tài xử phạt quá nhẹ và công tác thanh tra kiểm tra thì chưa được quyết liệt? Theo tôi nghĩ thì các cái văn bản quy định về mức chế tài hiện nay cũng đã đủ. Tuy nhiên là về cái mức xử lý vi phạm hành chính thì cũng còn nhẹ so với cái chi phí đầu tư cho công tác an toàn vệ sinh lao động tại cái doanh nghiệp hay là cơ sở sản xuất kinh doanh. Còn về công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, theo tôi nghĩ là nó cũng đã khá đầy đủ và thường xuyên, bởi vì là thanh tra các sở và ngành có liên quan và địa phương cũng đã là định kỳ hàng năm có kế hoạch để đi thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, theo tôi nghĩ là cũng đã đủ. Có thiếu hay chăng là tại cái đơn vị doanh nghiệp khi mà hoạt động sản xuất kinh doanh thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ tự kiểm tra cái công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình hàng ngày hàng giờ để từ đó là kịp thời chấn chỉnh được cái công tác an toàn vệ sinh lao động, từ đó mà mình có cái biện pháp khắc phục sự cố phòng tránh kịp thời. Dân xin được cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, mong rằng những giải pháp đưa ra sẽ giúp được việc thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm được ràng buộc bằng cơ chế để cá nhân lẫn pháp nhân sử dụng lao động phải có sự chia sẻ thật sự đối với người lao động để họ an tâm làm việc. Cử tri có những ý kiến kiến nghị cần giải đáp từ các ngành các cấp, vui lòng gửi về tiết mục đối thoại trực tiếp đại biểu với cử tri, được phát sóng trong chương trình thời sự thứ năm hàng tuần qua hai địa chỉ: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ email: phongthoisu@gtv.amoc.gmail.com hoặc phòng thông tin dân nguyện, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, số 7 đường Thống Nhất, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đường dây nóng: 07113 504 987. Rất mong bà con cử tri trong tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tích cực tham gia góp ý cho chương trình. Chương trình này cũng được đăng tải trên website của Truyền hình Hậu Giang tại mục Đối thoại trực tiếp đại biểu với cử tri, địa chỉ www.hậugiangtv.vn hoặc kênh YouTube của đài với tên miền Hậu Giang TV.
và tương tác trực tiếp thông qua mạng xã hội facebook.com/hậuGiangTV. Thưa quý vị và các bạn, để lập lại trật tự đô thị và xử lý vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, thời gian này, huyện Long Mỹ ra quân thực hiện cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông ở tất cả tuyến đường trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 29 tháng 6 đến nay, địa phương đã tăng cường kiểm tra các tuyến đường chính, khu vực nội ô, thị trấn, tiến hành cho người dân cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tạo vẻ mỹ quan đô thị, đồng thời kẻ vạch quy định việc mua bán, không để phương tiện đậu đổ tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè dành cho người đi bộ và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Hậu Giang đến đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại nội dung này qua địa chỉ trang web www.hậuGiangTV.vn hoặc trang YouTube cũng với tên miền Hậu Giang TV. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.